Trong tập 229 của Đấu La Đại Lục. Trong tập 235 của Đấu La Đại Lục, Đường Tam và Bì Bì Đông sau phút giây combat đỉnh cao của mình, Đường Tam với chiến tích đang solo với Bì Đông trên cơ, chuyển sang tập 236 của Đấu La Đại Lục. Bì Bì Đông đã mở lĩnh vực tử vong của mình, kèm theo một bàn thể phân thân thành hai Bì Bì Đông. Còn Đường Tam dùng lĩnh vực Lam Ngân Thảo va chạm, Bì Bì Đông đã bật vũ hồn chân thân phê hồn Chu Hoàng của mình lên. Cô dùng hai tay có hai lưỡi đao đâm vào Đường Tam. Đường Tam dùng kỹ năng quấn quanh ngăn chặn Bì Bì Đông. Bì Bì Đông dùng hồn ký thứ nhất Bán Nguyệt là tạo ra 8 thanh đao bắn về phía Đường Tam. Đường Tam cắm tam xoá kích xuống mặt đất bắn một luồng tinh thần lực vào Bì Bì Đông. Kèm theo kỹ năng chân trái hồn cốt tà ma hổ kinh toái nha chạm, Đường Tam và Bì Bì Đông đều lùi về phía sau. Hiện tại quân đội Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thiên Sứ quân đoàn hay Thánh Long quân đoàn lao xuống cửa thành đánh nhau. Trên bầu trời, Gia Long Quan quân đội Đường Gia quân của Thiên Đấu Đế Quốc đã bắn tỉa bằng mũi tên vào quân lính của quân đế quốc. Bì Bì Đông cho quân đội Hồn Thánh khoảng 80 người bay lên bầu trời đánh quân đội Đường Gia quân. Đường Gia quân bắn cung tên vào đám người Thiên Sứ quân đoàn đang bay trên bầu trời. Nhưng quân đội Thiên Sứ quân đoàn đã bật vô hồn chân thân lên chống đỡ hết. Tiểu Bưu đã di chuyển nhanh cầm ám khí phân nổ đường liên ôm bom ném vào quân đội Thiên Sứ của quân đế quốc, làm cho quân đội Thiên Sứ của quân đế quốc chết liên tục. Hồ Liệt Na thấy vậy đã quay đầu bỏ chạy. Cùng may Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo trói Hồ Liệt Na kéo ngã xuống thành an toàn. Hiện tại 76 hồn thánh của quân đế quốc đang ngã xuống lăn đùng ra đất chết. Khi vô hồn chân thân đều nát bét, toàn bộ người đang có mặt đều giật mình về quả bom phật độ đường liên. Bì Bì Đông xin tiền mua Đường Tam về phật độ đường liên. Tất nhiên Đường Tam không bán. Khi quân đội Thiên Đấu Đế Quốc ở ngoài thành la to khẩu hiệu Lam Hảo Vương Đường Tam. Do đó quân đội Thiên Đấu Đế Quốc điên cuồng tấn công. Kể cả Thánh Long quân đoàn hay Thiên Sứ quân đoàn bên Vương Đế Quốc đều chết như dạ. Chuyển đến chỗ Bì Bì Đông đang vất vả solo với Đường Tam trên tường thành. Khi 6 đại cung phùng cố Đế Quốc từ xa đang di chuyển đến thành Gia Đăng Quan viện trợ cho Bì Bì Đông. Kim Ngạc Đấu La 98 cấp và 5 người khác còn cách khoảng 10 km đã la to. Nên Đường Tam hiểu rằng nhanh chóng tiêu diệt Bì Bì Đông. Hắn bay lên bầu trời dùng hồn cốt cánh tay trái thay thản cử viên trọng lực khống chế vào Bì Bì Đông. Nên Bì Bì Đông đã dùng hồn cốt thân hồn cốt trên cơ thể để phòng thủ. Trải qua một thời gian chiến đấu, Bì Bì Đông khi đến đánh một trưởng vào ngực Đường Tam, khiến Hồ Liệt Na phải lên tiếng xin sư phụ Bì Bì Đông. Tuy nhiên Đường Tam đã dùng tinh thần lực đánh bay cả phân thân lẫn bản thể chính của Bì Bì Đông. Đường Tam cầm tam xoá kích có hải thần ánh sáng bắn vào Bì Bì Đông. Hồ Liệt Na đã phi đến đỡ thay Bì Bì Đông chảy cả máu mồm. Khi ba người cung phụng đã di chuyển cứu Bì Bì Đông, trong đó Hàng Ma Đấu La và Thiên Quân Đấu La anh em sinh đôi cùng cha khóc nồi sử dụng bàn long côn đánh Đường Tam. Còn Kim Mạc Đấu La 98 cấp chạy đến xem tình hình của Bì Bì Đông. Hai người Thiên Quân và Hàng Ma 96 cấp đã bật vũ hồn bàn long côn kèm theo hồn hoàn như sau: hai vàng, hai tím, năm đen.